Vâng, hello bác, xin chào năm trăm anh em đã quay trở lại Phương Thảo Fishing nhá. Thì hôm nay anh em ta đến một nơi rất là đẹp, cảnh cực kỳ ngon lành. Thì vừa anh em phải đập mãi được một cái lỗ này ra để câu các bác ạ. Rất là mệt. Ở đây thì bèo nó như ngoài xa rất là dày, nhưng mà chỗ này thì nó lại thưa. Thì đã chọn được vị trí đánh như này sẽ rất là ok các bác ạ. À, coi nhìn rộng. Ở chỗ này thì gió nó to đấy các bạn, thế bèo thì nó trôi rất nhiều. Em đánh ở chỗ chân bèo này thì nó ít trôi hơn các bạn ạ, đánh nó dễ hơn. Đấy. Anh em ta ra chụp nha, lưỡi vừa em cũng tháo sẵn ra rồi các bạn ạ. Nằm chụp liền, em quấn luôn vào đây. Đây, đánh một phao nhỏ 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 nhé. Các bác chắc đang hóng chờ lên cái video cái này em đánh. Cảm giác rất là ok các bạn ạ. Cần này cần xịn luôn đấy. Thì thời tiết mùa này nó bắt đầu vào vòng mùa câu rồi, anh em bắt đầu đi câu ở những tháng năm, cuối tháng năm này bắt đầu được câu cá ăn rất là mạnh rồi đấy. Căn chỉnh thử nữa. Rồi, anh em ta căn chỉnh phao thử này. Ừ, này nào cũng tương đối đẹp các bạn. Ok đấy. Này thoải mái rồi anh em nhé. Rồi, sầu các bác ơi. Thì đợt này cái cắm viên này là em xay cho anh em dễ dùng nhá. Đấy, đóng này cho anh em về các bác bóp cho nó dễ này. Này chỉ đổ nó củ chua, các bác cứ bóp khô khô cái tay này được. Này, anh em cứ bóp dẻo dẻo tay là ok nhé. Đấy, xả loại này xuống này đánh bao nhạy luôn. Trời, bắt đầu giờ nóng nắng này, phải xả sớm. Ôi, sầu thôi các bác ơi. À. Vào đây. Vào đây. Là chỉ đánh ổ thôi các bác nhé, đánh ổ ba ca to, không đánh mõ mồi á. Chỉ đánh ổ thôi các bác ạ. Bây giờ hiện tại đang là 9:48 các bạn, trời bắt đầu cũng đang rất là nắng rồi. Thì các bác có thể thấy là trời nắng chang chang này. Đấy, mà chưa chưa thấy con nào vào đâu. Ngồi để xem đến tầm nào cá vào các bác nhé. Trưa này cá cũng ít cắn đấy. Đẩy rồi anh em ơi. Đẩy rồi anh em ơi. Ui rô phi. Được chú rô phi đầu tiên các bác ạ. To đẹp đấy. Ồ cái này rồi to luôn. Wow wow wow. Ui rô phi to. Đây, các bác ơi, được chú rô phi to chưa? Con đầu tiên cho rõ nhá. To đấy anh em ạ. Cho đây. Đến trưa này nó mới cắn. Ok. Vào. Đầy rồi các bác ơi. Úi dồi, hai con. Đầy rồi các bác ơi. Úi dồi, hai con. Úi giời. Hai con rớt một con anh em ạ. Đẹp, 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 đẹp. To. Đây, quả đấy các bác có nhìn thấy là hai con không? Hai con nó rớm mất một con. Vào. Giật phát hai con luôn.
định rồi các bác ơi. Ui dồi, hai con. Ui, được hai con, rớt một con rồi. Em mới nhìn quả hai con không? Phê. Hai con này to, con này to các bác ơi. Ui dồi, kỹ thế nhỉ. Ui, phê anh em ơi. Đấy các bác vừa nhìn đóng một phát được hai con không? Được hai con mà nó rớt một con. Mà con này to thật. Đấy, đặt này cho anh em xem to này cơ mà. Đây, cái chân được khoáng em uống này. Đó. Tiếc quá, vừa lên được hai con thì bung mất. À, đóng là con này là ngon rồi. Đấy, đóng là con này là ngon rồi. Con này chắc là phải 4-5 nặng các bạn. À không, con này 3 nặng. 3 nặng. Vào. Thế quá. Ở đây nó cũng nhiều quá con lắm anh em ạ. Này vừa em đóng được một dàn. Mấy con này nhỉ? À, cảnh đẹp. Sợ thật, đến chứa ở nơi mới cắn anh em. Ồ đấy. Hơi lệch. Ok. Đẩy rồi, úi dồi. Đẩy rồi, úi dồi. Wow, rô phi to anh em ơi. Wow, cái này to, này to. Bự. Wow. Phê anh em ơi. Phê anh em ơi, con này to chưa, có bao nhiêu con này phê chưa? Xóa ngay vào túi. Đóng sướng thật. Wow. Ok. Phê quá. Cá cuốn ổ rồi anh em ạ. Sông nước đánh rô phi cũng sướng nữa. Đây rồi, úi dồi ôi, đào quả đẹp. Đây rồi, úi dồi ôi, đào quả đẹp. Rô phi các bạn ạ, con này hơi nhỏ nhưng mà ngon. À dạ, đóng trúng màng các bạn ơi. Được. Đóng trúng màng anh em ạ. Mày dễ này. Câu ở sông thì chỉ thế này thôi, nhưng mà được. Được của nó lại. Tuyệt vời. Đây rồi. À, giả lục phi tổ rồi. Ê, được con to bong mất các bác ạ. Không sao. Con đẹp đấy. Chắc đóng được một tí vào mồm nó bong nó mất. Tao còn nhấp nhấp anh em kìa. Nhấp nhấp. Bầm đấy. Đây rồi. Á chà, rô phi to anh em ơi. Rô phi to anh em ơi. Con này bự ha ha, các bác nhìn to chưa? Phê đấy. Cẩu luôn. cẩu luôn con này to. Úi giời. Kéo vào. To. À chà chà. Wow. Con này bự. Ai anh em ơi. Đây, con này bự chưa anh em, mày to chưa? Ôi, thịt trắng các bác. Được. Có cá nó phải thế này chứ. Ôi, cụ đấy. Ôi, to phết. Đánh lục nhàn phết anh em, chỉ thảo đây.
đẩy rồi. Rùa bự, rùa bự các bác ơi. Rùa bự. À, to này. Đẻ phát chết luôn. Rồi, anh em mình con này nó to, phê đấy nhỉ, người trắng phau cái này cơ mà. Rùa phì to. To và đẹp. Ngọt luôn. Đẩy rồi, úi giời ơi, rùa đẹp. Đẩy rồi, úi giời ơi, rùa đẹp. Wow, 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 wow. Rùa to, rùa to, con này to. Úi giời, chạy chạy ác thế. Wow, con này to, to quá anh em ơi. Con này to chưa anh em ơi? À, các bác nhìn này. Dã man chưa? Tuyệt vời, tuyệt vời. Đẹp thật. À, sao tuyệt vời, tuyệt vời. Dậy dậy cái gì? To đấy. Wow. Giật lục sướng quá anh em ạ. Nè phát dính ngay. Cảm giác giật lục phê thật các bác ạ. Tăm tăm đẻ là dính ngay. Đây rồi. Úi xà bự 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 bự. Đây rồi. Úi xà bự 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 bự. Ui, rô chỗ này to phết các bác ạ. To lắm. Rô này to đấy. Úi xà. Ăn nó bụng mồi. Đẹp, đẹp quá đấy. Úi xà, thế này anh em ơi. Đây, các bác nhìn này, rô to chưa? Các bạn thấy con này nó bự không? Đấy. Toàn hàng ngon này. Rùa tự nhiên này nó như này, con này chắc khoảng 3 lạng các bạn. Thịt trắng thế. Nhấp này. Giống đánh lục thì cần nhấp nhấp cái là anh em giật ngay được dính ngay. Thích quá. Cảnh đẹp cá to, tuyệt vời. Nó còn cắn anh em kìa. Đấy, đang băm đấy. Đấy, đang băm. Úi dồi ôi, cái này bự. Ủa, đồ phì to thế. Ủa, đồ phì đấy, to thật. Lại ngon nữa các bạn ạ. Ủa, cá nữa nữa. Lê. Ôi, con này phải 4-5 lạng. Này chắc phải 4 lạng các bác ạ. Rồi, anh em nhìn đi. Con này chắc phải 4 lạng to này cơ mà. Đấy các bác nhìn nhá. Sợ dã man. Này các bác nhìn này, này cho phải 4 lạng đấy. Ngon thật. Wow. Rô phi to. Vào đây. Đây rồi anh em ơi. Ui ui. Úi dồi này to. Wow, rô phi bự, rô phi bự. Ấy xà. Rô to, rô to. Ui, wow, wow, wow. Con này to. Ui, con này to chưa anh em ơi. Này, con này chắc to nhất từ nãy giờ câu được các bác ạ. Phê được. Dã man, con ngàn. Rô cụ. Dậy dậy à, à, à. Càng dậy càng đóng. Ok. Và chua.
Úi giời. Mà. Này, hai con. Kiếp thật ý cả. Trời. Mường. Anh em nhìn nó đóng một phát. Hai chú. Sợ thật. Nó có con lắm. Tôi muộn anh nghỉ thôi anh em nhé. Đây thành quả của em ngày hôm nay. Chắc là cũng khớ khớ đồ phì đấy các bạn. Rồi rất nhiều. À, anh em ơi. Rất là đã. Toàn rô xịn thôi. Tầm này về rán thì mệt nghỉ. Rán ăn tuần hết nhỉ. Ok vậy thôi.